phương phí thì nó để cho bọn này có một khoản thu nhập khác là cho thuê xung quanh làm cà phê đấy. Cà phê thứ thuê cho thuê đấy mới nhiều tiền. Chứ thu bán vé cái được mấy đâu. Chúng đi xem ngày xưa như mình ngày xưa. Cho thuê cà phê, cà phê bán cà phê cả cái khu vườn đấy là gì, cái tầng hầm của nhà thôi nhưng mà nó cũng phải được 100 triệu một tháng. Mà cũng bổ sung một lương được rồi. Anh chung có thể chết đói hết. Sẽ bị kể loại thẳng cảnh. Nó phải trích ra một ít để nó tu sửa. Nó giữ. Xe ở đây này, xe ở đây là chắc chắn. Ở đây sẽ bị bỏ hoang.